Xem ra Lâm Bất Hối thực sự không dễ đối phó. Không cần lo lắng. Bây giờ Hạ Dư Sinh ghét Lâm Bất Hối như vậy. Cho dù cô ta không ly hôn, Dư Sinh cũng ép cô ta ly hôn. Nhưng mà chỉ Nhu, em không biết phải đề phòng đứa bé trong bụng cô ta, còn phải đề phòng đứa bé đã được sinh ra nữa. Có ý gì? Chẳng lẽ cô ta đã sinh con cho Hạ Dư Sinh rồi? Em không phải bảo anh điều tra 5 năm trước tại sao Lâm Bất Hối nghỉ học sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Cô ta đã mang thai rồi. Anh nói cái gì? Dựa vào sự hiểu biết của anh về cô ta, của đứa bé đó, khoảng 60% là của Hạ Dư Sinh. Không, là 100%. 5 năm trước nếu như không phải em tính kế, Hạ Dư Sinh sớm đã yêu Lâm Bất Hối rồi. Vậy trò chơi này có ý nghĩa rồi. Em có thể động đến một đứa bé của cô ta, nhưng có thể động đến hai đứa sao? Em như vậy sẽ giống như tự mua thuốc nổ cho mình vậy. Không được. Em không cho phép ai làm hỏng mối quan hệ của em và Hạ Dư Sinh. Dư Sinh, chị Du, sao anh còn chưa ngủ? Cơ thể em đang phải chú ý. Anh không về phòng, em ngủ không được. Anh có chuyện phiền não gì sao? Dư Sinh, công việc có chút phiền phức. Dư Sinh, em yêu anh. Dư Sinh, anh sao vậy? Chị Nhu, em mới làm xong phẫu thuật, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe. Hạ Dư Sinh, Hạ Dư Sinh cầu xin anh mở cửa đi. Hạ Dư Sinh, tôi cầu xin anh mở cửa. Hạ Dư Sinh cầu xin anh. Dư Sinh, hay là anh lên lầu để em xử lý. Chị Nhu, Dư Sinh đâu? Tôi tìm anh ấy có việc. Bất Hối, Dư Sinh sẽ không gặp cô. Cô nên chết tâm đi thì hơn. Ô chị Nhu, tôi không muốn cãi nhau với cô. Tính mạng của con trai tôi chỉ có thể nhờ 3 triệu này. Tôi xin cô đừng ngăn cản tôi được không? Cái gì mà con trai, cái gì mà 3 triệu? Cô làm tôi hồ đồ rồi. Là con trai của tôi và Hạ Dư Sinh, 5 năm trước sinh ra thằng bé. Bây giờ thằng bé bệnh nặng ở bệnh viện, cần 3 triệu để phẫu thuật. Tôi đảm bảo sau này sẽ không làm phiền hai người nữa. Không phải là tôi không muốn giúp. Tính cách của Dư Sinh cô cũng biết. Hay là tôi đi hỏi anh ấy. Ý của cô là chỉ cần 3 triệu đúng không? Tôi tin Dư Sinh sẽ không tiếc chút tiền này. Bất Hối, xem ra tôi cũng không giúp được cô. Dư Sinh anh ấy không muốn gặp cô. Dư Sinh nói muốn tiền cũng được, trừ khi cô quỳ đến sáng. Tôi không tin. Cô có nói đứa bé đó là con anh ấy không thể đối xử với tôi như vậy. Lâm Bất Hối, đem con của cô cút đi. Đừng giả vờ điên nữa. Tôi sẽ không gặp cô. Cô nghe rõ chưa? Dư Sinh anh ấy không muốn gặp cô, cũng không đưa tiền cho cô. Cô vẫn nên chết tâm đi. Tôi không tin. Chị Nhu, đó là con chị Nhu. Cô cho tôi gặp anh ấy một lần. Xin cô cho tôi, cô thả tôi ra. Cầu xin cô.
còn chưa đi? Vẫn chưa. Cô ấy nói, nếu như anh kiên quyết ly hôn với cô ấy sẽ phá đi đứa con. Dù sao đứa bé ở trong bụng cô ta, muốn làm gì thì tùy cô ta. Cô ta cũng không thích hợp làm mẹ. Ngủ đi. Đứa bé chết rồi. Lâm bất hối. Cô điên rồi. Hại Như Sinh. Chúng ta ký thỏa thuận ly hôn đi. Quỳ một buổi tối. Cuối cùng cũng tỉnh táo rồi nhỉ? Tỉnh rồi. Lâm bất hối. Tối qua còn lấy đứa bé ra uy hiếp tôi. Hôm nay ly hôn không cần suy nghĩ. Tôi dám nói trên đời này cũng không có người bản lĩnh như cô. Anh cảm thấy thế nào? Thì chính là như vậy. Trong thẻ này có 10 triệu. Hại Như Sinh. Đời này chuyện hối hận nhất của tôi chính là từng yêu anh. Bất hối. Bác sĩ nói sức khỏe của cô quá yếu, cho nên có thể đứa bé trong bụng cô cũng không giữ được. Hại Như Sinh, nguyện chúng ta đời này kiếp này sẽ không bao giờ gặp lại. Sao cậu lại ở đây? Chị còn hỏi tôi. Vậy còn chị? Sao lại ở đây? Đi cũng không nói một tiếng. Nếu không phải đi công tác, tôi làm sao có thể gặp được chị chứ? Vốn dĩ tôi là một người cô đơn, ở đâu đều như vậy. Không nói những thứ này nữa. Tôi có chút mệt, tôi muốn nằm một chút. Tôi nên nằm một chút. Ôi, ghế sofa nhà chị rất thoải mái, rất mềm. Cậu vẫn thực sự không đem mình thành người ngoài. Đương nhiên à, tôi bây giờ là người bên trong. Người bên trong phòng. Tôi đi lấy đồ. Nhìn trộm nhật ký của phụ nữ không phải là thói quen tốt. Tôi làm gì nào? Tôi không làm gì hết à? Gần đây bận gì vậy? Mới viết một tiểu thuyết. Rất nhiều tình tiết còn chưa nghĩ đến. Sao vậy? Có thể à? Trở thành tác giả rồi, nhiều năm không gặp. Đã lợi hại như vậy rồi. Tiểu thuyết mới có tên là gì vậy? Tôi xem. Không cần đâu, đều là chuyện tình yêu, cậu không thích hợp để xem. Không tính toán với chị. Dù sao đi nữa, tình hình suy thoái kinh tế gần đây. Vì vậy tôi chuyển công việc của mình sang thành phố này. Vậy khi nào cậu trở về? Chị thấy tôi như thế này, có giống người sẽ đi không? Cậu có ý gì? Ở đây thôi. Dù sao khách sạn đắt, tôi phải học. Cách tiết kiệm.
Mất khối chị về rồi sao? Bất hối chị muốn ra ngoài sao? Chị, sao chị về nhà một chút âm thanh cũng không có vậy? Tôi nói tôi không cố ý. Cậu có tin không? Vậy, chị có phải lợi dụng tôi rồi không? Tôi làm gì có? Lại nói, tôi muốn lợi dụng cậu còn phải đợi cậu ngủ say sao? Nói cũng đúng. Có điều ý của tôi là, nếu chị muốn ngủ cùng tôi, chị chỉ cần nói một tiếng. Tôi sẽ không từ chối. Mộ Vân ca, sao cậu hư hỏng như vậy? Vân ca, cậu không sao chứ? Vân ca, lừa chị đó. Chị sẽ không giận chứ? Sẽ không. Vân ca, cậu bị chảy máu rồi. Bất hối. Tôi có nói với chị chưa? Tôi có chứng sợ máu. Vân ca. Tất cả đều rơi như thế này. Còn không chịu ở trong phòng bệnh, cứ muốn ra ngoài đi dạo. Chị còn trách tôi. Được rồi, đều trách tôi. Vậy chị đồng ý một điều kiện đi. Điều kiện gì? Đều nói mất cả trăm ngày mới hồi phục được. Trước khi tôi khỏi, chị không được đuổi tôi đi. Nghe rõ chưa? Được. Vậy cậu ở đây đi dạo, tôi đi mua chút đồ ăn cho cậu. Bất hối. Tôi yêu chị. Từ lần đầu tiên gặp chị, tình cảm của tôi đều không có thay đổi. Vân ca. Tôi đã sớm không còn là bất hối của năm đó. Tôi biết. Nhưng tôi không để ý. Vân ca. Xin lỗi. Tôi đói rồi. Nếu như chị cho tôi ăn uống tốt, nói không chừng vết thương của tôi sẽ rất nhanh khỏi. Được. Vậy tôi về nhà nấu canh cho cậu. Vậy tôi muốn uống canh gà, nhiều thịt một chút, ít canh. Được. Vậy tôi đưa cậu về phòng bệnh. Không cần đâu. Tôi muốn đi dạo một chút.
Tiểu tử, cậu muốn theo đuổi tiểu cô nương thì không thể theo đuổi như vậy. Cô ấy như vậy sao lại nuôi cô ấy gầy như thế? Đây không phải là do cháu bị thương ở đầu sao? Chỉ cần cháu ra viện, đảm bảo sẽ nuôi cô ấy béo tròn luôn. Vậy thì tốt. Nữ tử phải có một chút thịt mới đẹp. Thực ra phụ nữ yêu một người đàn ông chỉ cần nắm được cái dạ dày của anh ta. Thực ra phụ nữ cũng giống đàn ông. Cậu chỉ cần nắm được dạ dày của cô ấy, người ta sẽ không rời xa cậu được. Cậu thấy có đúng không tiểu tử? Bà, cháu biết rồi. Dư Sinh, anh đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Đúng rồi. Không phải em nói lâu rồi không ra ngoài chơi sao? Sắp xếp một chút. Ngày mai chúng ta đi chơi. Được. Điều tra ra chưa? Anh làm việc em còn không yên tâm sao? Dù sao anh cũng xem như là nam nhân của anh, không sợ bị người khác nghe thấy sao? Cô ta ở đâu? Cô ta ở thành phố B. Có điều em thực sự muốn động thủ sao? Cô ta biết quá nhiều rồi. Không xử lý cô ta, em sẽ mãi mãi không yên tâm. Cuối cùng lại về nơi quen thuộc rồi. Chị chắc không biết, tôi ở bệnh viện cũng quá nhàm chán rồi. Cậu đừng có vui mừng quá sớm. Bác sĩ nói rồi, cậu vẫn chưa khỏi hoàn toàn, vẫn phải nghỉ ngơi. Biết rồi. Bất hối tôi đói rồi. Chị trở về làm chút đồ ăn cho tôi đi. Cậu muốn ăn gì? Cánh gà nước ngọt, trứng xào với cà chua. Còn có. Được. Đều nấu cho cậu. Muốn ăn gì đều nấu cho cậu ăn. Tôi biết chị là tốt nhất. Đợi tôi một chút. Bất hối. Đừng có phí sức nữa. Cô không thể mở ra đâu. Tôi biết cô muốn nói gì. Tôi cũng không phải là người vô tình. Như vậy đi. Tôi sẽ để cô chết được rõ ràng. Nếu kiếp sau cô muốn tìm người báo thù, thì đi tìm người tên Chỉ Nhu đi. Là cô ta muốn mạng của cô.